Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Dưới da không lưu tiên giãn tĩnh mạch dưới da, vâng, dưới chân em gái em là nó sưng cái đùi và cái đầu gối và cái bắp chân là nó to phải gấp 2.5 cái bắp chân bình thường và cái đùi bình thường. Thế nhưng mà qua cái buổi học là em học từ buổi thứ 5 và em đã gọi em gái lên em lên đây qua một buổi em học về sớm và lúc hơn 8 giờ em có gọi em gái em lên đây và qua cô gì đây nhỉ, cô Huyền cũng đã hỗ trợ em cùng em bấm huyệt cho em gái em và làm cái động tác là giãn tĩnh mạch dưới da. Thì em gái em đã báo cáo với em là về rất dễ chịu và đã nhỏ đi được 1/3 trong cái sưng, cái phù thủng của chân đây. Thì báo cáo với thầy là rất hiệu quả nên là mong các hội viên là hãy đi học và về phổ biến đến người đi học để về điều trị cho chính gia đình mình, bản thân và giúp xã hội. Thế tai thì là nặng, thế nhưng mà hôm nay đến chữa thì chữa xong rồi thì thấy nghe rõ, còn một cái tai phải thì là nó thủng tai giữa nhưng mà cũng chữa thì lại nghe được. Vì cái tai này thì cái tai này cũng còn nghe được nhưng nghe nhỏ thôi. Thế còn cái tai này thì nghe rõ hơn. Tôi năm nay là 59 tuổi. Thế thì vừa rồi thì đến chục ngày nay rồi thì là cứ ù tai, nó cứ như là có cái tiếng ve kêu gì ở trong đầu ấy. Thế và đã đi khám thì bệnh viện bảo là bị thiểu năng tuần hoàn não. Thì hôm nay thì có cô em họ cô giới thiệu là đến đây chị làm cái này thì chắc là tốt. Thì hôm nay thì vừa đến được anh Dũng đây bấm cho một lần thì bây giờ thì hầu như là cái tiếng ù trong tay gần hôm nay là đến đây được các đồng chí chữa cho cái tai. Khi mà chưa chữa thì tai kêu như là con ve ở trong tai ấy. Và đến bây giờ thì lúc chữa dừng chữa ấy, thì nó còn ít hơn đến bây giờ ấy, hết rồi. Xin cảm ơn em ý kiến là em mới biết cái kiểu khác là kiểu khác được hơn 3 tháng này thì cáo các bác này em bị ung thư hơn 10 năm nay rồi. Thế em nghĩ biết được khoảng hơn 3 tháng này em có mua 2 viên đá trường tóc em trường 2 viên đá trường tóc em trường thì em thấy triệu chứng của em là mất ngủ thì là kinh nghiệm như là em trường thì kỳ đầu em ngủ sau ấy thì em ngủ thẳng tắc ngay gốc đi ngủ khoảng 10 giờ tối đến sáng ngủ quanh là nhưng chưa bao giờ nhận thoải mái em tăng 2 cân chỉ 1-2 cân. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại
0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.